tiếp theo tập trước tên nam thiên môn lúc này đã dùng hai tay bắt quyết hội tụ linh lực vào một quả cầu nói với tần nam tiểu tử ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo sau đó thi triển ra chiêu thức vạn phương tiên hỏa một con phượng hoàng lửa màu tím phóng ra sau đó nó lao thẳng đến chỗ tần nam đồng thời há to cái mỏ của nó sẵn sàng mổ chết tần nam nam thiên môn thẩm nghĩ chiêu này ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy của đại lục thương lam cho dù không giết được ngươi cũng nhất định làm cho ngươi phải trọng thương lúc này hao mắt của tần nam đã sáng rực hắn ta tiếp tục lao trực tiếp vào con phượng hoàng tử sắc của nam thiên môn sau đó thì thi triển băng diệt lĩnh vực tạo ra một quả cầu bảo vệ cơ thể hắn con phượng hoàng của nam thiên môn bị nổ tung nhìn thấy đại chiêu của mình đánh ra mà không hề tổn thương được tần nam một chút gì nam thiên môn cũng phải giật mình kinh hãi hắn ta ngưng ngác như con chó lác sao có thể bên này tần nam đang mỉm cười khinh bỉ thì không biết từ lúc nào đã có mấy cái dây leo tiếp cận hắn đến khi phát hiện ra thì cũng đã muộn dây leo như những con rết bò lên trên người hắn rồi Tần Nam nhìn đám dây leo nhanh chóng cuốn chặt cánh tay của mình thì ngỡ ngàng nói, cái quái gì vậy? Thì ra, đây chính là tác phẩm của Thiên Thần Thương Lam, hắn nói với đồng bọn, đế bảng thần bản, ta tạm thời đã trấn áp được Tần Nam rồi. Đế bảng nhìn thấy thì khen tốt lắm, Thiên Thần Thương Lam tiếp tục nói, nhân cơ hội này, nhanh chóng giết hắn đi. Đúng lúc này, đế bảng dùng một chiêu, Hỗn Nguyên Tiên Pháp, đánh về phía những cái dây leo đang khóa chặt Tần Nam. Ngay lập tức, chớp thời Tần Nam đã vung tay, giật đứt hết cả đám dây leo của Thiên Thần Thương Lam. Lúc này, đế bảng đang truyền linh lực cho Tần Nam. Tần Nam cũng méo hiểu chuyện gì, tỏ ra bất ngờ. Nam Thiên Môn cáo tiết hỏi đế bảng, đế bảng, ngươi đang làm cái quàn đùi gì vậy? Đế bảng lúc này quay sang nói với Tần Nam, Tần Nam tiểu hữu, năm đó ta không có lừa ngươi. Tuy rằng ta không thể giúp ngươi đối phó bọn chúng, nhưng ta cũng sẽ không bao giờ công kích ngươi. Bên này, Nam Thiên Môn đã đánh về phía đế bảng, còn thiên thần Thương Lam thì gào mùm lên, đồ phản bội chết tiệt. Bên này, thân thể của đế bảng bị Nam Thiên Môn đánh trúng thì dần dần tan biến, hiển nhiên đây chỉ là thế thân, còn bản thể đã chim cút từ lúc nào thiên thần thương lam tức giận gào lên chạy cũng nhanh đấy đợi ta xử lý xong tần nam sẽ tính sổ với hắn tần nam lúc này đã giơ đoạn thiên đao lên rồi nói vậy để ta xem là ngươi giết ta trước hay là ta giết ngươi trước đúng lúc này một bóng người xuất hiện phía sau tần nam không ai khác chính là phi việt nữ đế phi việt nữ đế nói với tần nam tần nam ngươi giao thiên thần thương lam và thần bảng cho ta ngươi đi đập nát cái tên nam thiên môn đó đi tần nam nghe xong lập tức quay sang giơ đoạn thiên đao về phía nam thiên môn làm cho hắn phải giật mình hoảng hốt sau đó thì toát mồ hôi thầm nghĩ nếu như tần nam đã rảnh tay một mình chuyên tâm đối phó với ta vậy thì cho dù mình có thể chiến thắng nhưng nhất định cũng phải trọng thương đến lúc đó e rằng sẽ thật sự là điều mà tên đế bảng mong muốn hắn ở ngoài xem trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi không thể như vậy được nghĩ xong hắn liền nói với tần nam tần nam ngươi thực sự muốn tử chiến cùng ta sao đến lúc đó không phải là hơi cho tên đế bảng rồi sao tại sao chúng ta không hòa hoãn lại với nhau ta có thể mở phong ấn thương lam ngươi có thể phi thăng lên cửu thiên tần nam khinh bỉ trả lời ngươi cho rằng đó là mục đích của ta khi gây chiến với các ngươi sao ngươi sai rồi ta chỉ có một mục đích duy nhất là đập nát nam thiên môn thôi nói rồi tần nam liền dùng một chiêu băng diệt chi đao thẳng tay chém xuống nam thiên môn một đường đao ý mạnh mẽ đánh ra sau đó làm một vụ nổ nghiêng trời lệch đất phát ra nam thiên môn nhìn thấy thì cũng phải đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ một đao này đủ để giết nhân thần thất trọng nếu như ta chỉ có tu vi này thì bây giờ chắc chết không sai lúc này nam thiên môn hai tay kết ấn một luồng tử sắc quang mang hiện ra hắn ta gào mồm lên tần nam ngươi đừng ép ta làm vậy sau đó khí tức của hắn không ngừng tỏa ra nam thiên môn lại gào mồm lên cười lớn ha 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 ngươi có điều không biết cơ thể của ta được tập hợp từ những kiện thần vật khác nhau với nguồn gốc thần bí chỉ cần một thần vật cũng đủ để giết một vị địa thần đỉnh phong bây giờ ngươi chịu chết đi nói rồi vô số làn tử sắc quang mang đánh về phía tần nam bên này võ duyên trông thấy thì cũng phải cả kinh thẩm nghĩ không ngờ nam thiên môn chơi lớn như vậy tần nam lúc này dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn rồi nói đừng có nói trước bước không qua bây giờ nói ra lời này vẫn còn sớm lắm Lập tức Tần Nam lớn tiếng nói: "Ra cho ta." Tiếp theo Thí Long Diệt Đạo Chu Tiên Thương đã được tế ra. Tần Nam dùng hai tay kết ấn, thi triển chiêu thức Chiến Thần Giải Phóng, lập tức, Chiến Thần Chi Hồn được triệu hồi phía sau Tần Nam. Tần Nam lúc này làm một cái động tác cầm thương lên, phía sau, Chiến Thần Chi Hồn đang cũng làm động tác cầm Thí Long Diệt Đạo Chu Tiên Thương lên, tức là Tần Nam làm cái gì thì Chiến Thần Chi Hồn làm cái đó. Sau đó, Chiến Thần Chi Hồn phóng thẳng mũi Thí Long Diệt Đạo Chu Tiên Thương về phía Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nhìn thấy thì cũng phải cả kinh, Lục Đạo Tiên Khí bảo vệ cơ thể thế nhưng một vụ nổ nghiêng trời lệch đất đã xảy ra. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Vậy nếu như các bạn thích xem tập tiếp theo thì hãy để lại một bình luận nha. Khi tập mới phát sóng thì mình sẽ trả lời comment của từng bạn để thông báo là đã có tập mới. Và đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye!